cho em đá nè. Đang làm gì? Lấy cục đá ra, lấy cái cây này ra. Cái này trồng kiển đẹp quá nhưng mà mình không muốn lấy giống đó, giờ phải ra lại. Có giống nhiều rồi. Đây, nó có cái bông, cắt bông. Cái mình bỏ cục đá xuống đường mình giờ lấy ra nó. Rồi, được rồi. Mừng quá. Trước khi giật nó lên mình nại nó chút xíu. Tại vì rễ nó bám chặt. Ồ, nó muốn lú cái con ở đây nè. Cái bình đẹp quá à. Cái bông khác bỏ vô anh. Cái bông nào mình nhiều giống. Cái này thì phải có hai người phụ. Đợi chút. Sắp xong rồi. Nó là bán để chút xíu. Thôi là mình trồng cát. Nó bám cũng dễ giật. Cây chi cao đó mình trồng đâu? Cây chi trồng trước hả? Ở này sao? Ừ. Cái cây chi cao quá hay là trồng cây kia? Trồng trong đó cũng được. Ở đó. Đây ha. Ừ. Cái cây kia nhắm ở đâu đi anh? Để không lát nữa mình bỏ xuống đó. Cho nó rộng đừng đụng đó. Ủa? Sao bỏ xuống đất chì? Ồ. Để mình lấy giống lại cho nó. Một cái con đang chuẩn bị một con rồi. Không biết để mấy mốt mới một mấy cái con ngay đây nè mình lấy giống nó. Chứ nó trong chậu thì nó đẹp đẹp không rễ, rễ quá trời ha. Ừ, rễ nó đứt rồi đó, đứt hơn mớ giờ trồng xuống, trồng xuống xong rồi mình cắt cái này để mình nhân giống ra được. Cắt đo nó chút xíu chưa được. Trồng cỡ này nè. Ai à. Đừng để lá dính đất nha. Ừ. Dạ được chưa? Chắc được rồi, lá dính đất là nó hư lá nè. Ừ. Chờ chút. Ây dạ. Trời. Ừ. Cái cây này nè. Cái này là cây con đó. Cái cây, cái cây chính khoan. Cái cây chính ngay đây nè. Hồi xưa mình cắt ra rồi. Cái này giờ nó ra hai cây con. Cây chính bên kia trong cái nồi. Chúng nó, mình cho câu cây chính. Nó ra hai cây con. Ba cây chứ. Ba hai anh. Hai. Hình như đây gần sắp nửa con cây nữa. Ồ, con cây nữa dưới hả? Không thấy. Bên này thấy hai à. Giờ mình trồng xuống để mình lấy giống. Xong rồi sau này mình cắt cái cây con. Là mình có cái cây đó đó. Cái thân đó nó nằm dưới đất á. Là nó sẽ cho mình thêm giống. Là mình làm là lý do là vậy phải không? Ừ. Có nghĩa là giờ mình trồng này xuống nè, giống như mấy cây này nè. Sau này mình cắt ngang. Thì á nó ra cây con giống vậy thì mình nuôi nó chừng vài tháng nó mập lên bự rồi đó, mình cắt cây con, mình cũng để y chang vậy thì nó sẽ ra cây con tiếp. Rồi. Cái này mình nhiều cách trồng lắm, mình cắt cái này mình cũng trồng được nè. Chút nữa mình cắt cái này mình đem. Nhưng mà mấy cái đó không bằng cái thân chung thân chính xuống đâu, thân chính nó lên lẻ lắm, nó không bự không? Cái này với cái này thời gian cùng nhau thì này lớn trước thằng này nó mới có rễ. Bởi vậy. Ừ, nhưng mà thằng nào cũng lấy đó, không bỏ uổng đó, ý là vậy.
Cái này lát nữa mình để vài cục đá, mình nâng mấy cái lá lên với lại sỏi cho nó nhìn nó đẹp đẹp, sập chứ đừng có đụng dưới thôi. Lát nó lại. Hàng này trồng xa ra nè, tại vì mỗi mốt cái bông nó, mỗi một cái bông này nó bự tới đây vậy nè, cỡ hai gang tay mình mỗi cái bông. Bởi mình trồng nó xa ra, không có trồng gần là vậy. Không trồng sát được cái giống này. Cây nó không nhúc nhích là được anh hả? Ừ. Cứ đè đi hết. Cây nhúc nhích nó không có đứng là nó chết á. Đè ở trên. Trồng xuống đây là mình khó cho ông trời luôn á, chắc lâu lâu mới tưới nước cho ông tưới mà nó. Cái này mình sẽ đi cắt nó nhưng mà lúc khác, bây giờ mình đi trồng cây khác. Rồi. Hơi lắc nhưng mà để chút xíu. Trong. Đẹp chưa? Giờ làm em nào? Em bình gốc. Bình gốc hai gốc này. Hai gốc này chứ. Em này hả? Ừ. Trời ơi. Làm bên gốc này cũng được, bất kỳ cũng được, tùy. Muốn làm cái nào làm. Thôi, em này đẹp quá. Nay mốt anh mới lấy thằng này ra hả? Ừ, chưa lấy đâu. Chôn xuống đây cho nó thân nó bự nữa. Thân con nó bự nữa rồi mình lấy. Nhưng mà lúc lấy là anh lấy từ cái mắt này hay là lấy chừa lại cái lá mảng ngay đây? Không không không, lấy ngay cái mắt á. Cái mắt luôn hả? Đây nè. Không có. Thí dụ đi, cái đây nè. Cái này vậy phải không? Ừ. Thì mình sẽ cắt ngang đây. Mình lấy cây này ra. Ở đây mình cắt ngang đây. Ừ. Mình lấy đây quay chút xíu. Em tưởng anh cắt ngay đây là cái lá đây. Không không không. Không, không cần. Nếu làm vậy cũng được, cắt ngang đây cũng được. Thì nó chừa một hai lá. Ở đây nó sẽ ra cây con luôn. Cái mắt nó ra cây con nữa. Đúng, nhưng mà nếu mà cây con mà từ đây nè, để đây thấy cái nhú không? Cây con mà từ cái thân chính này ra nó sẽ mạnh hơn. Lá mình chôn đất cũng tới đây, tại vì nó đã rồi nên không có. Nó sẽ mạnh hơn, hiểu không? Nói chung tùy, có thể cắt từ đây cũng được, cắt sát cũng được. Nhưng mà bữa giờ mình cắt là mình cắt sát không? Sát hả? Hơi ấy vô nè. Ờ, nó nhảy ra nè, thấy không? Nó cũng nhảy ra cây con. Nó đây nè, chừa cái này ra không? Cái này là cây con nè. Anh có cắt xác không? Đựng xác quá không? Này nó lỗi vô trong. Hả? Thì cắt ra ngoài chút xíu, dư chút xíu. Dư chút xíu. Ừ. Rồi em đổ cái này ra nè. Cắt cho nó rồi. Mấy cái bông này toàn là bông chai hình không á, nó cứ bẩn bự không á, lá thấy bự không? Tại mình trồng vô đây nó bị nhỏ đó. Nó bị, vậy mới cho nó xuống đất cho nó mạnh, nó mới nó bự rồi mình bứng nó trồng kiển. Ồ, nó dao chọt chọt xung quanh cái dậu hả? Dạ. Chứ không nó không sao ra, rễ nó bám đầy giống người, mấy thằng này rễ dữ. Hồi nãy mình lấy cái cây kia là nó cũng đã cắt bớt rễ rồi. Sau này mình cắt cái đọt ở trên á, là mình thành cái cây khác á, là mình lại bỏ vô chậu tiếp. Còn mấy cái cây thân bự dưới này nè, là mình để coi như là mình lấy cây con không không? Làm giống á, giống rồi là cây giống. Để cho trồng nhiều nhiều chỗ cho đẹp. Như cây mẹ đó, ừ, hình như nó gọi là cây mẹ để cây con. Nói chung là bảo bỏ mẹ xuống đất, thằng con để trên. Xuất ra nhà cái chuyện chứng mình.
này có hai người thì nó lẻ hơn đó. Phù nó ra. Xong rồi. Coi bộ rễ coi. Đây. Đó, cắt cái cây rồi. Trời ơi, bộ rễ. Trời nó luôn lấy luôn cọc tóc của em luôn. Rồi xôn nha. Làm đi để chè tóc thui ba anh. Rồi làm đi. Đây nha. Không, đưa ra ngoài đi. Đây nha. Ừ. Còn cái cây kia. Hả? Còn cây bự kia. Cây kia ngay giữa. Ngay giữa đó khó chôn, không hà làm bằng đó. Thì bởi vậy làm hai bên góc hai bên trước rồi xong rồi chôn kia. Vậy sao mình chôn kia đi, quăng này xuống. Này để yên đi. Ok, để yên đi. Nếu không nó không có chỗ để làm. Mình lấy ngay trước thôi nha. Có bên nằm yên đó. Lại lên kia cái ha. Thằng này giật lên cái em nghĩ nó giật luôn đi. Hồi làm cho lẹ. Nặng quá. Lấy sỏi lá thì mình xài lại mấy cái chậu khác. Khoan khoan khoan, lấy hết, lấy sỏi lại bớt. Ừ. Làm như sỏi rất lắm luôn. Lấy cái tay vuốt vuốt sơ ở trên đó là rớt hết sỏi vô chung. Ừ. Đang hút nè. Thằng này như mình cưng đó, mình để nhiều sỏi lắm. Cây này là cây đầu tiên phải không? Không à. Ừ. No, cây không có thịt mới là cây đầu tiên. Cây này là cây có thịt. Có cục thịt dư. Rễ nó đây. Trong cát nhiều quá nó dễ. Wow. Cầm cầm cầm, chụp cái. Chờ chút. Đấy ha, bộ rễ này nếu mới có cây con được chứ. Ừ. Mình lấy đất lại để mình xài á, nhẹ nó chút cho nó sỏi lại. Rồi. Rồi được rồi, không cần lấy hết đâu. Nha. Nấu nó rớt xuống hoài á. Cái bự quá. Chờ em một tay đào, một tay cầm. Bỏ nằm kế bên hông nè, rồi xong. Ôi, rồi. Nó gãy cái nhánh đó, cái nhánh nó yếu xìu à. Cây này là cây đột biến nè. Lát nữa mình phải... Bây giờ trồng xuống để cho nó ra nha, thêm nhánh mút cắt làm thành nhiều cây. Nhánh đột biến nữa, ý là vậy. Thành nhiều cây, có nhiều cây của cái nó đó. Loại giống nó. Coi đột biến đẹp. Giờ không bỏ được gãy á, phải cầm nữa thấy không? Lá coi có chêm nó được để đứng. Quay quay một chút đi. Hả? Quay quay cây coi hết cái tàn coi. Đã nó đang đào sao mà quay được, thử đó. Không, quay trên đi coi nè. Hả? Để quay phim nè. Ok. Rồi quay cho ông ông nhẹ nhẹ coi. Thấy không? Thấy đẹp không? Quay nở hết quá. Nó qua nó bị đứt bộ rễ rồi. Đó, rồi. Ai da, bà ơi, nó không có cái xẻng mà. Đứt xét rồi, không đào được nữa. Thì tới đó được rồi. Nó cần độ sâu. Cần sâu hả? Cái xẻng kìa. Nè, bỏ xuống nè. Rồi không lóc đất lên nha. Không, không được đâu. Lóc cao lên. Đó, không được đâu. Sâu hả? Anh muốn sâu hả? quay lại phải không? Ờ đó vậy đó. Vậy phải không? Ừ. Được chưa? Rồi. Lắp à? Lắp đi. Để trong kia nó không lớn đâu, coi như trồng bị hoài, trồng kiển chơi vậy hoài á. Nhưng mà mình đi mà đi trưng bày gì đó, mấy cái mà người ta chơi với nhau á.
Đi thố là cái này đi được rồi đó. Đổ vô cái bình đó. Tới đâu anh? Cái mắt á, muốn tới đâu em lóc lên đó. Lên trên chút. Nữa hả? Nữa không? Ừ. Rồi, được chưa? Rồi được rồi. Đè nha. Ừ. Đè canh cho cây ngay, đừng có cong. Cầm lên, để thấy rễ. Đẹp không? Ồ, từ từ. Thấy rễ hả? Được cái hướng kia. Ừ, 1, 2, 3. Rồi. Được đâu? Đẹp quá. Đây. Cái này giống bông hồng dày lắm nè, lá nó dày lắm mà nó bự vậy nè, chồng mới muốn bự. Thấp quá không anh? Không thấp đâu. Chồng dày hả? Ừ. Nhưng mà đưa qua đây. Qua đây chút nè. Bên nào? Qua bên đây chút. Chôn rổ bự cho nó chạy rễ lắm nó dễ hơn. Vậy được chưa? Ra qua đây chút, mốt đây. Nó lớn lá lên rồi nó rụng. Qua đây hả? Qua bên vô trong á. Vô đây hả? Vô trong này nè. Nè. Đúng không? Vô chút nữa. Vô nữa hả? Vô phải mua đó. Đây được chưa? Ừ. Được không? Rồi. Cái này mình cũng có một cây một. Bởi vậy mình phải lấy giống nó làm cho nó xuống luôn. Rồi. Bữa giờ để nó mà mấy thằng kia nó có cây con này nó chưa có, có cây chút xíu. Đẹp quá. Rồi. Tiếp nãy anh nói cây nào cút bên này ha. Ừ. Cút cây con không mà sao lắp đây? Hả? Chắc chung rễ ra không lắp được. Thì chung rễ thôi khỏi lắp. Cây con đầy luôn. Cái đầu kia cái không lắp luôn. Đâu đem lại đây coi. Thôi dở lên đi rồi đem lại. Để nguyên vậy đi. Hốt đá ra thôi. Thôi để đá đi em. Thôi lắp lên hết bây giờ chứ ở đó. Rồi được rồi. Được. Đây. Cái con mọc nhánh đầy luôn. Đưa em lại đây coi. Nè. Từ 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 từ. Nguyên mới thấy được thấy không? Trời ơi đầy luôn. Ừ. Tao khoan nha. Đẹp không? Nguyên đó. Rồi. Không có nắng. Nhiều quá. Quanh nó có quá trời cây con hả? Ừ nhiều lắm. Chỉ chôn tới đi. Cái mặt nó thôi, không có chôn được lắm. Phải không chôn ngay đây. Còn không này. Cắt cây con ra, chôn xuống. Không được, cây con nó chưa có cái đít nữa. Chưa lớn hả? Ừ. Nó thôi thôi vậy chậm xuống đi. Chưa có ra cây nữa sao lấy. Chậm xuống đi. Anh qua kia đi em qua đây. Nhìn lên. Trong chơi chờ em chút. Rồi. Thôi. Chưa. Anh muốn nó cao hay thấp? Hả? À. Anh muốn nó cao hay thấp? Tới gần ngay cái lá được rồi. Nhưng mà cái lá đừng có đụng xuống đất. Đó, độ lá đụng không sao, cái lá dưới hết không sao đâu. Đây hả? Ok ờ. Tới đây được chưa? Xích qua đây một chút. Hả? Bên này hả? Rồi, được chưa? Chút xíu nữa. Ok, được rồi. Lát lấy mấy cục đá, chè cái lá. Dạ, dạ. Quay cái thần phẩm đá, sao tiếp. Thôi Ngân trồng tiếp đi, 20 phút rồi. Được rồi. Chút nó quay thêm cái thành phẩm khác đi. Cái anh quay nữa nó cũng nhiều quá.